Nam mô tát sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Samma Sambuddhassa. Bây giờ là thời vấn đáp chung. Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào thì có thể gửi lên cho ban tổ chức. Bạch sư cho con hỏi là có ba hạnh nguyện để trở thành Phật là hạnh tinh tấn, hạnh đức tin, hạnh trí tuệ. Xin sư giải thích rõ hơn về ba hạnh này cho chúng con hiểu rõ. Ba hạnh này tương ứng với ba kiểu tu. Người có hạnh tinh tấn thì các vị ấy thích làm việc, lao động chân tay. Quý vị thấy là có những người vào chùa thì thích công quả, thích quét sân, thích chùi toilet, thích rửa chén, thích nấu ăn. Nói chung là các việc phục vụ hội chúng thì vị này rất là thích thú. Thích thú hơn rất nhiều so với việc mà lên chánh điện làm lễ hay là ngồi hành thiền, học đạo thì không thích lắm. Nhưng mà ưu tiên cái việc là phục vụ đó, quét sân, chùi toilet, nấu ăn thì vị này rất là thích. Đây là đặc điểm của người mạnh về tinh tấn. Còn vị mạnh về niềm tin thì khi vào chùa lại thích những cái nghi thức, lễ nghi, lễ hội. Đặc biệt là thích lạy Phật, thích trì chú, thích tụng kinh. Những cái gì làm tăng trưởng niềm tin thì cái người thuộc hạng này rất là thích. Còn hạng về trí tuệ thì khi vào chùa thì thích hành thiền, thích nghiên cứu giáo lý, thích đọc kinh, thích nghe pháp. Quý vị để ý vào chùa chúng ta là có ba hạng này là chánh thôi, còn hạng lười biếng thì bỏ qua bên. Thì ba hạng này đại diện cho ba khuynh hướng là tinh tấn, niềm tin và trí tuệ. Thì khi chúng ta tu hành giải thoát cũng có ba khuynh hướng như vậy. Và tùy theo ba khuynh hướng thì chúng ta sẽ tốn thời gian nhiều hay ít. Người có hạnh trí tuệ thì việc thực hành đi đến sự giải thoát giác ngộ có thời gian ngắn nhất, là kể từ khi phát nguyện trong tâm thì sẽ trải qua 20 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Một A Tăng Kỳ là một con số 1 và 140 con số 0 nhân với 20 cộng thêm 100.000 đơn vị là đại kiếp. Đại kiếp là tuổi thọ của một quả địa cầu, thời gian lâu tới như vậy, nhưng đó là ngắn nhất. Còn vị hạnh về niềm tin á, thì do niềm tin, cái đức tin á, được ưu tiên hơn trí tuệ, cho nên thì có kiếp thì tu đúng chánh pháp, có kiếp không đúng chánh pháp, cho nên là thời gian lâu gấp đôi, là 40 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp để thành tựu quả vị chánh đẳng giác. Còn vị chuyên về hạnh tinh tấn
thì lâu gấp đôi vị hạnh về niềm tin và lâu gấp bốn vị hạnh trí tuệ. Tức là vị ấy tốn đến 80 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp để trở thành một vị chánh đẳng giác. Xin sư hướng dẫn con niệm ân Đức Phật một cách ngắn gọn nhất. Lúc con cảm thấy sợ hãi hay rảnh rỗi đi đường vì con chưa thuộc hết chính ân Đức Phật. Mình niệm ân Đức Phật một cách ngắn gọn, đơn giản. Sư vừa mới áp dụng trong trường hợp trợ tử cho một bà cụ. Tức là bà cụ khi mà sư đến, bà cụ đang hấp hối và rất run sợ, tay nắm chặt con cháu, mắt trợn ngược, sợ hãi. Thì khi sư đến, sư đuổi hết ra. Sư ngồi xuống giường, nắm lấy tay bà cụ, trong chánh niệm nói với bà cụ: sư đây, có Tam Bảo kế bên, đừng sợ gì cả. Nhớ, có sư đây, có Tam Bảo đây, không sợ gì hết. Yên tâm, giao mạng của cụ cho sư, giao mạng của cụ cho Tam Bảo. Yên tâm, đừng sợ gì hết. Con giao mạng của con cho Phật, con xin nương tựa Phật, con giao hết toàn bộ cái mạng của con cho Phật, đừng sợ gì cả. Buông hết, đi theo Phật, không sợ gì hết. Và sư hướng dẫn bà cụ nương tựa Phật liên tục như vậy, thì dần dần bà cụ không còn sợ hãi. Và sau đó bà cụ êm rồi chìm dần vào giấc ngủ trong sự an bình. Và vài tiếng sau bà cụ ra đi. Có nghĩa là cách để mà mình tùy niệm Phật, mình nhớ Phật nhất trong lúc ngặt nghèo nhất, lúc bây giờ là cái gì? Con xin nương tựa Phật. Đơn giản vậy thôi. Đừng nghĩ nhiều á. Cái cách đơn giản nhất là cách hiệu quả nhất. Con giao cái mạng của con cho Phật, con không còn lo gì nữa cả, con chỉ nương tựa Phật thôi. Tại vì đối với một người mà mình không chắc là họ có tu hành gì, thì vào giờ phút cận tử, cái tính căn là cái mạnh nhất. Thì khi đó việc nương tựa Phật là cách đơn giản và hiệu quả nhất. Cho nên khi quý vị ngặt nghèo, hoặc là trong khi đi đường mà có sự sợ hãi, chỉ đơn giản: con xin nương tựa Phật, con đem hết mạng của con cúng dường cho Phật, con không lo gì nữa hết, con chỉ lo nương tựa Phật thôi. Mình đem hết toàn bộ tấm thân này, đem hết toàn bộ sanh mạng này, mình nương tựa cho Phật, thế thôi. Đó là cách đơn giản nhất và theo sư là hiệu quả nhất trong lúc ngặt nghèo nhất. Do nguyên nhân gì mà ta tái sanh làm thân nam hay thân nữ và giới tính thứ ba? Do, thứ nhất là do khuynh hướng tâm lý khác nhau, nó dẫn chúng ta đến các loại giới tính khác nhau. Nó chỉ có hai loại khuynh hướng chính. Một là khuynh hướng thích tự lập, đứng một mình, muốn làm chỗ dựa cho người khác. Và người có khuynh hướng đó thì sẽ đi về một phía. Cái thứ hai là người có khuynh hướng thích nương tựa
tức là không thích đứng một mình, không thích độc lập, mà thích nương tựa người khác, thì những người đó sẽ đi vào một khuynh hướng giống nhau và đi qua một phía. Thì từ đó tự nhiên thôi, cái nghiệp nó chia chúng ta ra hai giới tính. Quý vị thấy, người đàn ông đa phần là họ thích một mình, họ thích nương tựa, họ thích làm chỗ nương tựa cho người khác. Còn phụ nữ là từ nhỏ đã thích nương tựa. Nhỏ thì nương tựa cha mẹ, lớn nương tựa chồng, rồi sau này nương tựa con. Phụ nữ cái khuynh hướng lại thích nương tựa. Rồi cái khuynh hướng thứ hai là khuynh hướng không ít nặng về mặt con cái, thì mình đi về một phía, thích cái sự không trói buộc thì đi về một phía. Còn một bên á, là thích nhiều con cái, thích trói buộc thì đi về một phía. Sư nói cái này thì sư căn cứ vào đâu? Sư căn cứ theo Tăng Chi Bộ Kinh. Đức Phật nói người phụ nữ á, cho tới lúc chết, nếu như chuyện con vẫn có con được thì người phụ nữ không bao giờ chán, không bao giờ chán chuyện con cái. Thì khi mà mình thích con cái như thế thì mình đi về một phía, đơn giản thế thôi. Rồi một nhóm tâm lý là không thích trang điểm, không thích làm đẹp, không thích mất nhiều thời gian cho việc chăm chút vẻ bề ngoài, thì đi về một phía. Còn một bên thì thích trang điểm, thích chăm chút vẻ bề ngoài, thích cái đẹp. Cũng hai cái cũng thích đẹp, mà một bên là thích sở hữu cái đẹp, còn một bên thích mình đẹp. Thì tự nhiên là nó chia ra làm hai phía thôi. Rồi một cái nữa nó chia khuynh hướng giới tính của chúng sanh là khuynh hướng về dục. Chúng sanh nào ít dục hơn thì đi về một phía, còn chúng sanh nào nhiều dục hơn thì đi về một phía. Cái này nói nó hơi tế nhị, là cái dục của nam và nữ nó không giống nhau. Nam xong chuyện rồi thôi, hoa hậu kế bên cũng như không à. Nó mang tính chất là nó ào ạt xong rồi nó ngưng. Nhưng mà của người nữ nó là rã rít mà nó kéo dài. Hai khuynh hướng dục khác nhau thì tự nhiên đi về hai cái khuynh hướng, hai cái giới tính khác nhau. Rồi một cái nữa, nói này chắc có lẽ là mấy bà khỏi hộ độ sư luôn. Đó là cái này trong kinh nói, cái khuynh hướng ganh tị, nhỏ mọn. Mình có nhiều thì mình đi về người nữ, mà mình cái khuynh hướng mình rộng rãi, hào sảng thì khuynh hướng mình thiên về người nam. Thì do khuynh hướng tâm lý khác nhau nó đẩy chúng sanh về hai phương trời khác nhau. Cho nên nói một câu nó hơi kỳ là bây giờ những người đàn ông mà mình nói là mang cái tánh đàn bà đó, bây giờ quý vị liệt kê ra tự biết là cái tánh là tánh gì. Nhỏ mọn nè, bỏng sẻn nè, nhiều chuyện nè, người ta kêu là cái tánh đàn bà. Thì những người đó nếu không thay đổi thì cái kiếp đó xong chuyện là quay trở về nhé, quay trở về cái giới tính thật của anh. Còn Bồ Tát, tại sao á, lúc Ngài phát nguyện chánh đẳng giác, Ngài là người nữ. Nhớ nhà Bồ Tát khi Ngài phát nguyện chánh đẳng giác, Ngài là một cô công chúa. Nhưng mà trong quá trình tu tập Vuông Bồi Ba La Mật, Ngài bỏ dần cái gì? Ngài bỏ dần sở thích nương tựa người khác.
mà Ngài tập để trở thành nơi cho chúng sanh nương tựa, thành cái tùng, cái bách cho chúng sanh nương tựa. Ngài bỏ dần những cái sự ham thích trang điểm, rồi Ngài bỏ dần cái sự ham thích quần tụ đám đông, ham thích con cái. Ngài chuyển sang sự ưa thích độc cư, rồi Ngài bỏ dần cái chuyện là bỏn sẻn ganh tị đó, rồi Ngài chuyển sang hào sản, rồi Ngài bỏ dần cái dục, Ngài đi đến sự ly dục. Thì tự nhiên thôi, khi Ngài bỏ hết những cái tâm lý đó, tự nhiên tới một kiếp nào đó Ngài không còn thân nữ nữa. Cho nên thứ nhất là cái khuynh hướng tâm lý đưa chúng sanh đi về các cảnh giới khác nhau. Cái thứ hai là do nghiệp. Cái thân người nam á, được xem là nhiều phước hơn thân người nữ. Do đâu? Cũng trong Tăng Chi Bộ Kinh, người nam không phải chịu cái đau hàng tháng của người nữ, người nam không phải chịu cái khổ lớn lên thương người dân là phải xa gia đình, người nam không phải chịu cái khổ sanh con. Cho nên người nam nhìn chung được xem như nhiều phước hơn người nữ. Nhưng nếu như người nam ấy nặng về dục thì kiếp sau không còn là người nam. Để được làm người nam á, anh phải có được những cái đặc tánh và có được những cái phước. Anh không còn cái đó thì anh không còn là người nam. Còn nếu như người nam mà phạm giới như là phạm giới tà dâm thì cũng sẽ không còn thân người nam. Cho nên thân người nam thì khó được hơn và dễ mất. Khi mà nói như thế này á, thì sư cũng phải nhắc tới một cái bài kinh, chứ không nhắc tới là cà chớn ngày mai không có cơm ăn. Đó là trong một lần Ngài Vasenadi, vua Vasenadi đang hầu chuyện Đức Thế Tôn, thì nghe người hầu báo tin thì nhà vua buồn. Đức Thế Tôn biết mà Ngài vẫn hỏi. Ngài hỏi tại sao nhà vua buồn. Nhà vua mới nói là con vừa mới nghe tin hoàng hậu vừa mới sanh một cô công chúa. Tại xã hội Ấn Độ lúc bây giờ trọng nam khinh nữ. Đức Thế Tôn mới nói là tại sao nhà vua buồn khi tất cả vĩ nhân đều do phụ nữ sanh ra. Nếu không có phụ nữ thì đâu có ai sinh ra Bồ Tát. Không có phụ nữ thì đâu có ai sinh ra mấy anh đàn ông. Cho nên là không có coi thường người phụ nữ. Chẳng qua là nếu như chúng ta có những đặc tánh đó thì mình là người nữ. Còn nếu như quý vị không có những đặc tánh đó mà quý vị đang cố gắng nỗ lực để bỏ đi những đặc tánh đó, thì chúc mừng cái kiếp gần quý vị, gọi là mình gần, rất là gần cái kiếp trở thành đàn ông rồi. Là mình chuẩn bị mình bỏ thân nữ. Tại cái tánh của mình nó không còn thích hợp với thân nữ nữa, thì tự nhiên mình không còn thân nữ. Và còn cái giới tính thứ ba đó, đó là do phạm giới. Cụ thể ở đây là giới tà dâm. Khi chúng ta phạm giới tà dâm á, thì chúng ta đi địa ngục. Sau khi đi địa ngục xong, kiếp nào mà làm thú hoặc làm người thì sẽ bị thiến. Kiếp nào không bị thiến thì sẽ có giới tính không như ý.
thì đó là cái nghiệp do chúng ta phạm giới tà dâm. Bạch sư giải thích rõ hơn về câu giới năng sinh định, định năng sinh tuệ mà sư đã nói đến. Ở đây trong thanh tịnh đạo là giới làm nền tảng cho việc phát triển định, có nghĩa là chúng ta muốn phát triển định thì việc đầu tiên chúng ta phải giữ giới. Nếu chúng ta không giữ giới, việc hành thiền của chúng ta không có kết quả. Khi quý vị hành thiền, nó sẽ đưa đến sự trạo hối, đưa đến sự khó chịu, đưa đến sự bất an và mình không ngồi thiền được. Khi quý vị không có giới, quý vị ngồi thiền á, những cái ảo tưởng, những suy nghĩ mông lung nó sẽ xuất hiện và nó tra tấn quý vị, quý vị không ngồi được. Cho nên giới là hàng rào. Nhờ có giới, định mới có thể phát sanh. Hoặc quý vị cũng có thể xem cái giới giống như là cái chụp đèn dầu. Không có chụp đèn dầu thì ngọn đèn nó lắc lư, mà phải có cái chụp đèn dầu thì ngọn đèn nó sẽ đứng thẳng. Cái giới như cái chụp đèn dầu, mà nhờ có định, trên nền tảng của định, việc phát triển tuệ trở nên rất dễ dàng. Khi chúng ta có định tâm, việc theo dõi đặc điểm của tam tướng sẽ trở nên dễ dàng. Còn một người mà không có định thì việc quan sát đặc điểm của tam tướng trở nên quá phức tạp đối với vị ấy. Đó là cái chiều thuận để hỗ trợ. Còn khi mà quý vị có giới rồi thì chính nhờ cái giới nó sinh ra định, mà chính nhờ cái định chúng ta giữ giới được tốt hơn. Đó lại là quan hệ tương hỗ. Bởi vì khi có định thì dục nó sẽ suy giảm, mà khi dục suy giảm chúng ta giữ giới được tốt hơn. Mà nhờ giữ giới tốt hơn cho nên định được tốt hơn, mà định tốt hơn thì dục được suy giảm, dục suy giảm thì giữ giới lại tốt hơn. Đó là sự tương hỗ giữa giới và định. Rồi sự tương hỗ giữa giới và tuệ. Nhờ có giới cho nên tuệ được trong sạch, tuệ không bị ô nhiễm. Mà nhờ có tuệ cho nên khi đối diện với những thử thách về giới, chúng ta có được trí tuệ để chúng ta quyết tâm giữ giới. Ví dụ như có ai đó mời chúng ta một ly rượu, chúng ta biết rõ việc uống rượu là nguy hại và chúng ta từ chối, thì việc biết rõ uống rượu là nguy hại nó là nhiệm vụ của tuệ. Nhờ có tuệ chúng ta quyết tâm giữ giới. Cho nên đó là sự tương hỗ giữa giới và tuệ. Giới giúp cho tuệ được trong sáng, được sạch sẽ. Tuệ giúp cho việc giữ giới có lý do, được rõ ràng. Rồi mối quan hệ giữa định và tuệ. Nhờ có định, việc quan sát bản chất của sự việc được dễ dàng. Và nhờ có tuệ cho nên việc thực hành định là có lý do, không phải không có lý do. Nhờ có tuệ cho nên chúng ta mới biết được là chúng ta nên giữ giới, chúng ta nên hành thiện. Cho nên ban đầu, cái mối quan hệ ban đầu á, là giới sinh ra định, rồi từ định sinh ra tuệ. Cái gốc là từ giới. Anh không có giới thì những thứ khác coi như vứt đi.
Rồi khi anh đã xác lập được mối quan hệ giữa giới, định và tuệ, thì ba thứ này bắt đầu tương hỗ nhau và giúp cho chúng ta tu tập được tốt hơn. Khi ngồi thiền mà con cảm thấy mệt mỏi thì làm sao để vượt qua được? Thì mình cắn răng mình vượt qua. Tại sao ngày thường mình ngồi mình bấm điện thoại cả mấy tiếng đồng hồ mình không thấy mệt? Tại sao ngày thường mình ngồi mình luyện từ phim bộ này tới phim bộ khác mình không thấy mệt? Mà khi mình ngồi thiền, mình ngồi đâu chừng có nửa tiếng, tiếng mình thấy mệt. Cái định của mình nó không hề kém đâu quý vị. Quý vị có thể ngồi rất là lâu để mà mình chờ đợi cái gì đó, hoặc thậm chí mình ngồi mình bấm điện thoại, mình lướt TikTok, ngồi cả mấy tiếng đồng hồ. Cái định của mình không có tệ đâu. Chẳng qua là chúng ta thiếu sự tinh tấn. Chúng ta làm cho mình bị sự dễ vui và dễ từ bỏ. Cho nên các cảm thọ nó đánh gục chúng ta. Chúng ta phải nỗ lực. Chúng ta thấy rõ rằng việc ngồi thiền như thế này không chết được. Chắc chắn không thể đi đến cái chết được. Bởi vì chúng ta ngồi, chúng ta lướt điện thoại, còn mình còn không chết mà mình ngồi thiền sao chết? Thì như vậy không có lý do để mình từ bỏ. Trừ khi mình có bệnh, thì có bệnh thì chữa bệnh. Mà nếu có bệnh thì không riêng gì việc ngồi thiền, mà mình ngồi bất kỳ cái gì mình đều mệt mỏi. Thí dụ như có những người bị bệnh về cột sống, bệnh thắt lưng, thì họ ngồi chỗ nào cũng không được hết trơn á. Đó lại là một vấn đề khác. Còn nếu bình thường mình ngồi được thì bây giờ ngồi thiền mình cũng phải ngồi được. Đừng để sự lười biếng nó đánh lừa chúng ta. Khi vào khóa tu có những bạn không tuân thủ nội quy, làm ảnh hưởng người khác như nói chuyện, tính tình kỳ lạ, thì con phải làm như thế nào khi tiếp xúc với những trường hợp này? Vì lúc đó tâm có sự khó chịu. Trong khóa thiền này, sư đã giao trách nhiệm cho các vị giám thiền. Các vị cần phải đảm bảo là khóa thiền được tĩnh lặng, không nói chuyện. Cho nên nếu trường hợp nào nói chuyện, vui lòng cho ban giám thiền, cho những vị giám thiền biết, để quan sát vị ấy kỹ hơn. Ở đây không có việc trừng phạt, quý vị đừng nhầm lẫn ha. Ở đây không có sự trừng phạt, mà quan sát kỹ hơn nhằm giúp cho vị ấy có thể hành thiền được tốt hơn. Cái việc nói chuyện nhiều á, bởi vì chúng ta đã lăn trôi trong các dục rất lâu rồi. Chúng ta có một cái tâm rất là yếu đuối. Cho nên khi hành thiền, chúng ta như những con cá bị quăng lên trên bờ vậy. Nó vùng vẫy, thì tâm của chúng ta cũng thế. Chúng ta hưởng dục, đời sống tại gia quen rồi. Khi đi vào môi trường thanh tịnh, đời sống của sự ly dục, tâm nó sẽ phản ứng. Mà khi phiền não, như sư nói, khi phiền não thì sẽ nói nhiều, mà càng nói nhiều lại càng phiền não. Thì những vị giám thiền sẽ giúp cho chúng ta tinh tấn hơn, nhắc nhở chúng ta, để chúng ta có thể cải thiện được chính mình. Chứ ở đây không hề có sự trừng phạt nào cả. Rồi trong trường hợp các vị giám thiền bất lực trong việc hỗ trợ vị ấy, thì sẽ liên hệ với sư để sư giúp đỡ. Nhớ,
sư giúp đỡ, chứ ở đây không hề có sự trừng phạt nào. Sư sẽ lắng nghe và xem trường hợp cụ thể này vị ấy có khó khăn gì và có thể giúp đỡ như thế nào. Rồi những vị có tánh tình kỳ lạ cũng thế, cũng tương tự. Đương nhiên cái tánh tình kỳ lạ ở đây nó giới hạn trong một chừng mực nào đó. Còn nếu như vị ấy có vấn đề về tâm thần thì sẽ phải xử lý kiểu khác. Đương nhiên người bệnh tâm thần sư vẫn thương, không có vấn đề gì hết. Chẳng qua là cái cách suy nghĩ của họ không giống như người bình thường. Tức là người bình thường khi gặp vấn đề họ giải quyết như thế nào, thì người có bệnh họ giải quyết một cách không ai ngờ tới. Thì mình phải cẩn trọng với điều đó. Đơn giản thế thôi. Cho nên là những vấn đề này thì liên hệ với ban giám thiền để được hỗ trợ. Làm sao để giảm tiền khiên tật của bản thân, nhất là tánh hay nói chuyện. Hai người này mới có liên quan tới nhau không? Thì đừng có đổ thừa nha. Có đôi khi cái thói quen của mình, một trong những cách để ngăn ngừa bản thân nói chuyện được hướng dẫn trong chú giải kinh Tứ Niệm Xứ, đó chính là ngậm nước vào trong miệng. Quý vị ngậm nước vào trong miệng, ngậm vừa phải thôi, không cần phải ngậm đầy một miệng, nó sẽ làm mỏi cơ. Ngậm vừa phải một miếng nước ở trong miệng thì khi đó tự nhiên mình không nói chuyện được. Đơn giản thế. Ở trong chú giải Kinh Tứ Niệm Xứ có nói là chỉ trừ khi người ta hỏi mấy giờ rồi, hỏi về thời gian, hỏi về thời tiết, thì khi đó mình mới nuốt cái ngụm nước đó, rồi sau đó mình trả lời. Còn ngoài ra tất cả những thứ còn lại cứ chỉ cho miệng. Xong. Không có nói. Ngậm họng nước rồi sao nói. Thì như vậy chúng ta sẽ không thể nói chuyện được ha. Kính thưa sư, trong kinh Nhật Tụng ngày thứ 6 có đoạn: ôi tham thống khí tại thiên ban dụng, nhất đáng vô thường vạn sự hưu. Và đoạn: sinh giả không, hề tử giả không, đời vật chất hết mong tồn tại, có nghĩa là gì? Cái này là một câu tiếng Hán, có nghĩa là cái hơi thở của mình. Khi mà mình còn thở thì mình lo nhiều thứ lắm. Mình tính toán đủ thứ trên trời dưới đất hết. Rồi mình mong làm ông nọ bà kia, mình chuẩn bị thế gian nhiều sự việc. Và một khi mình tắt thở rồi, vô thường tới tắt thở rồi, mọi thứ như bọt bèo trôi. Nó không còn gì hết. Lúc đó toàn bộ những sự suy tính của mình nó hóa mộng phù du. Rồi khi mà mình sanh ra đó thì mình không mang theo cái gì cả, chỉ mang theo nghiệp thôi. Mà mình lại ôm ấp hết tất cả mọi thứ. Mình ôm nào là vợ tôi, nào con tôi, nào tài sản tôi. Mà đến khi chết rồi mình cũng có mang theo gì đâu. Mà khi chúng ta hiểu rõ những việc đó thì tự nhiên chúng ta có sự nhàm chán. Mà vì nhàm chán cho nên chúng ta có sự xả ly, có sự ly tham. Mà nhờ ly tham cho nên chúng ta giải thoát. Thế thôi. Thường thì cái ngày đầu tiên thì mọi người ít câu hỏi. Nhưng mà qua những ngày sau
thì bắt đầu câu hỏi về dồn dập, sư trả lời không hết. Ngày đầu giống như là ngại vậy đó, như con dâu mới về nhà chồng nó ngại đủ thứ đường hết trơn. Nếu như không có ai hỏi sư thì sư hỏi quý vị ha. Việc hướng dẫn thiền hơi thở lúc sáng quý vị thực hành có vấn đề gì hay không? Có ai khó khăn trong việc nắm lấy điểm hơi thở hay không? Khó khăn như thế nào thì nói để sư hướng dẫn. À. Hôm nay thì con có viết trong cái giấy để trình pháp riêng sẵn rồi con hỏi luôn. Dạ, là tại vì trong quá trình mà con hành thiền thì con thấy là con sẽ đưa cái tay lên, sau đó con sẽ cảm nhận cái hơi thở nó xúc chạm vào trong cái ngón tay. Sau đó con sẽ giữ cái tâm ở cái điểm và đưa cái tay xuống. Thì sau đó con sẽ tiếp tục theo dõi hơi thở vào ra. Con không biết là trong lúc đó con vừa để tâm ở cái điểm đó và vừa niệm hơi thở vào ra, như vậy thì nó có phải là phải nói là tâm vô nhị dụng, nhưng mà trong này giống như cái tâm mình đang làm hai việc đó, hay là vừa đặt tâm chỗ đó và vừa phải biết hơi thở vào ra, thì có phải là mình bị phân tâm? Con chưa có minh bạch chỗ này. Cảm ơn. Nó không phải là tâm vô nhị dụng, không phải là mình bị phân tâm. Mà cái thứ nhất á, là mình cố định tâm, tức là cố định vị trí của tâm. Nó giống như việc quý vị để tâm nơi ngạch cửa, rồi người khác đi qua đi lại, mình vẫn duy trì tâm ở chỗ đó, nhưng mình biết là có người đi qua. Thì việc để tâm ở một nơi nó không phải là việc mình làm hai việc cùng lúc, không có. Cái tâm để nơi đây chính là vị trí đặt tâm. Giống như mình bắt cái tâm của mình á, anh phải ở chỗ này, thì việc duy trì vị trí của tâm nó là trách nhiệm của anh định. Anh định á, anh giúp cho chúng ta ở yên một chỗ, nó không chạy chỗ khác. Đó. Rồi nhờ như vậy tâm có thể dễ dàng theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra. Không có định thì tâm nó sẽ chạy toán loạn, và mình sẽ không biết được theo dõi hơi thở ở chỗ nào. Cho nên ở đây không hề có chuyện là tâm làm hai việc, không có. Sư cho con hỏi là lúc mà mình đi cái gì đó, mình theo dõi hơi thở như vậy á, cái người sẽ không kiểm soát được cái quay đầu lại, cái khác gì mình còn thấy luôn á, nó có cách nào? Việc đi thiền được mô tả như một người tử tù cầm chén dầu đi đến pháp trường. Người tử tù cẩn thận để chén dầu không bị đổ. Thì khi đi, người tử tù vẫn phải biết đường đi. Tức là vị ấy vẫn phải biết đây là hầm hố, né. Chỗ này không đi được, phải né. Thì vẫn phải duy trì sự biết tối thiểu để mình có thể bước chân được, để mình có thể tránh những đám đông. Chứ người tử tù không thể nào mà đâm đầu vào tường được. Người tử tù bưng chén dầu như thế nào thì chúng ta đi thiền theo dõi hơi thở như thế ấy. Chúng ta vẫn tiếp tục tập trung vào hơi thở, nhưng mà mình vẫn dành một chút xíu định để mình biết được đường đi của mình như thế nào. Và mình không chú trọng quá nhiều, nhưng vẫn đủ để mình biết chỗ này là hầm hố, chỗ này là đường cục, chỗ này cần quay đầu, không vấn đề gì hết. Con đang bị dẫn theo việc để định
N4, N5 và 3 đốt sống cổ. Trong cái quá trình con ngồi thiền thì con muốn hỏi là khi mà cái chân ở bên phải, lúc con ngã bên chân bên trái nó bị tê thì con sau con mỏi quá thì con được đổi chân, và trong quá trình đổi chân như thế thì có bị đỡ quản ở động tâm. Cô có thể đổi chân và giữ gìn chánh niệm. Như sư nói đó, như người tử tù cầm chén dầu, mình làm một cách cẩn trọng, vừa làm vừa theo dõi hơi thở, không vấn đề gì. Dạ, sư cho con hỏi là khi mà con theo dõi cái điểm hơi thở thì khi mà con một lúc con hít vào, con sẽ cảm thấy là cái điểm hơi thở nó cũng đi vào, không đi ra, em cũng sẽ nhận chút xíu á. Thì có phải là con đang làm sai rồi, lúc đó con đang theo dõi cái đường điểm hơi thở này gì là định điểm hơi thở? Thì mình cố gắng giữ yên cái điểm hơi thở. Quý vị tưởng tượng giống như mình có cái khung cửa, mà cái khung cửa này nó nhẹ quá, cho nên khi gió thổi nó có thể lắc lư và nó di chuyển. Thì mình dùng tâm để mình cố định, mình xiềng, mình xích, mình cố định cái khung cửa đó lại để cho nó không bị lay động, rồi từ đó mình tiếp tục mình theo dõi hơi thở. Con có hai câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên là cho con hỏi là khi mà trước khi mà con bị buồn á, thì nó sẽ có những lúc mà con suy nghĩ, sẽ có những lúc mà con suy nghĩ những cái bên ngoài cuộc sống. Thì không biết những lúc đó thì khi đó con bắt đầu đánh giá là những cái này là tham sân si. Thì không biết khi mà con đánh giá trước khi con bị buồn thì nó có đúng hay không, hay là có khi những cái suy nghĩ ấy khởi lên thì con đã bắt đầu con đã phải bị buồn rồi. Dạ. Câu hỏi thứ hai là cho con hỏi là hồi sáng thì sư có giảng về cái việc là mình điểm hơi thở. Thì theo con hiểu là mình sẽ cần nên tưởng tượng có một cái cục vô còn, chứ mỗi lần con sẽ theo dõi cái điểm chạm của hơi thở. Thì không biết nếu mà con cố con tưởng tượng có một cái vô còn như vậy thì nó có đúng hay là không. Thì chắc là con nhờ sư giải thích lại và giúp con. Xin cảm ơn. Thứ nhất là khi niệm buông thì mình chỉ đơn giản là mình buông thôi. Còn nếu trước đó quý vị có sự suy xét, đây là tham, đây là sân, đây là si, rồi sau đó quý vị buông, nó vẫn được chứ không phải không được nha, nó vẫn được. Chẳng qua là do chúng ta thực hành chưa có bài bản, cho nên là chúng ta chưa có sự thuần thục trong việc quan sát. Chứ nếu như cô biết quán pháp trên pháp, cô hoàn toàn có thể xem xét các cái tưởng đó, thấy rõ đây là tham, đây là sân, đây là si, thấy rõ đặc tánh vô thường, thấy rõ đặc tánh khổ, thấy rõ đặc tánh vô ngã, rồi sau đó mình có thể buông. Nhưng mà do cái khối lượng công việc mà tâm phải làm á, nó khá nhiều, nó đòi hỏi sự thuần thục hơn, cho nên khi sư mới hướng dẫn thì sư chỉ đơn giản hướng dẫn là cứ buông thôi. Còn nếu như quý vị có thể làm được thì mình có thể làm, nhưng hãy cẩn thận, kẻo tâm của mình á, chưa được sự thuần thục thì nó sẽ làm cho tâm bị bối rối, và thậm chí mình sẽ chạy theo các vọng niệm. Còn về hơi thở thì việc quý vị tưởng tượng có một cục bông gòn ở phía trước rồi mình theo dõi hơi thở, điều đó không có vấn đề gì cả. Bởi vì việc chúng ta tưởng tượng nó là việc làm của tưởng, mà việc hành thiền cũng là hoạt động của tưởng, cho nên điều đó không có vấn đề gì. Quý vị có thể tưởng tượng một cục bông gòn ở trước mũi, rồi thở vào, thở ra, không sao hết.
Khi quý vị tụng kinh á, thì quý vị có thể theo dõi hơi thở trong khi tụng kinh. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi định của chúng ta ở một tầng bậc cao hơn để chúng ta có thể theo dõi hơi thở. Quý vị thấy ở trong bài kinh Tứ Niệm Xứ, việc thực hành theo dõi hơi thở có tới 16 bước. Cho nên chúng ta hoàn toàn có thể dùng thiền hơi thở đi hết tứ niệm xứ, quán thân, thọ, tâm, pháp đủ hết. Huống chi là việc tụng kinh mà vẫn theo dõi hơi thở. Tuy nhiên khi định của chúng ta còn kém, mà chúng ta làm một số việc đòi hỏi sự tập trung, thì chúng ta có thể đem sự tập trung đó vào trong câu kinh. Tức là khi tụng kinh, chúng ta tập trung vào việc tụng kinh và hiểu ý nghĩa của việc tụng kinh. Sư, lúc sáng sư có chia sẻ là khi mà chúng ta thở vào thì chúng ta mới ghi nhận cái hơi thở đó vào và thở ra thì nó sẽ ngược lại. Thì khi bình thường mà con theo dõi hơi thở tự nhiên của mình thì con cảm thấy mình đang bị đổi điều khiển hơi thở của mình. Thì cái ghi nhận của con là khi con thở vào thì con sẽ ghi nhận thở vào ngay lúc đó luôn. Thì nó có bị là đó là lý do sư nói với quý vị là sau khi thở vào rồi, tức là khi chúng ta vừa thở vào xong thì mới niệm là thở vào, tức là mình ghi nhận việc đã xảy ra rồi. Thở ra cũng vậy, khi hơi thở ra đã xảy ra rồi thì mình biết rõ là vừa thở ra. Như vậy chúng ta sẽ tránh được việc điều khiển hơi thở. Còn khi chúng ta thở vào, chúng ta niệm ngay thời điểm đó cùng một lúc là thở vào, thì chúng ta sẽ rất dễ điều khiển hơi thở. Vừa thở ra vừa suy nghĩ thở ra thì rất dễ điều khiển hơi thở. Cho nên cái kỹ thuật ở đây là để cho hơi thở sau khi vào xong thì mới ghi nhận là thở vào. Khi hơi thở đi ra xong thì mới ghi nhận là thở ra. Là khi mình kết thúc cái hơi hít vào cũng như là kết thúc cái hơi đồng thời như vậy á, thì cũng sẽ xảy ra cái sự xúc chạm giữa hơi thở trong cơ thể của mình. Thì lúc này cơ thể của mình sẽ nói về tâm là có sự xúc chạm ở tại nơi đó. Thì lúc này hai tình huống nó lại xảy ra, đó là mình vừa theo dõi hơi thở lại vừa theo dõi sự xúc chạm của cơ thể. Thì con không có hiểu đó. Cho nên là xin sư cho con. Chính vì như vậy sư mới nói với quý vị là theo dõi hơi thở dựa trên điểm hơi thở. Việc đầu tiên là chúng ta phải xác định điểm hơi thở ở phía trước mũi đó, bằng cách thở ra xác định điểm đó và chúng ta cố định tâm ở điểm đó. Khi thở vào chúng ta biết rõ hơi thở vào đi qua điểm hơi thở và chúng ta theo dõi trên điểm hơi thở, không theo dõi trên cảm nhận hơi thở của sự xúc chạm. Khi thở ra chúng ta cũng theo dõi hơi thở ra đi qua khỏi điểm hơi thở và chúng ta ghi nhận, không ghi nhận dựa trên cảm thọ của hơi thở nó xúc chạm cơ thể. Có thưa sư là
là trong khi hai cái trường hợp song song nó xảy ra, thì lúc này con buông bỏ, con buông bỏ cái sự xuất giảm của hơi thở trong cơ thể, con chỉ tập trung vào cái điểm của hơi thở thôi, đúng không sư ạ? Đúng rồi. À, bạch sư ạ, con có hỏi là bình thường trong đời sống cư sĩ ở ngoài đời thường thì rất là khó để giữ giới thứ tư, thì con biết là sư có thường xuyên là giúp chúng con giữ giới thứ tư tốt hơn không? Khi không thể nói được sự thật thì đừng nói. Việc giữ giới nó có thể đem đến những sự thiệt hại cho chính mình, bởi vì xung quanh của mình là những người sống ác. Mà khi chúng ta sống thiện giữa những người sống ác thì những người sống ác sẽ không vừa lòng. Mà khi họ không vừa lòng, họ có thể làm cho mình bị tổn thất. Chính vì lẽ đó, việc giữ giới có ba bậc là bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. Bậc hạ là mình sẵn sàng giữ giới dù cho việc giữ giới đó làm cho mình bị ảnh hưởng về mặt tài sản, mình vẫn kiên trì giữ giới. Thì như vậy mình giữ giới bậc hạ. Bậc trung là mình vẫn kiên trì giữ giới dù cho việc giữ giới đó là mình ảnh hưởng đến thân thể này, mà mình vẫn kiên trì giữ giới. Thí dụ như mình thà bị chặt tay chặt chân chứ mình không phạm giới. Còn giữ giới bậc thượng là mình giữ giới dù cho mình có mất mạng thì mình vẫn giữ giới. Khi quý vị giữ giới, dù cho chúng ta giữ giới ở bậc hạ, thì ở trong kinh tạng Đức Thế Tôn nói như thế này: người giữ giới, nếu như việc giữ giới ấy khiến cho vị ấy bị tổn thất về tài sản, nhưng nhờ có chánh kiến vị ấy vẫn kiên trì giữ giới, thì sau khi thân hoại mạng chung, vị ấy được sanh về cõi lành do nhờ chánh kiến về sự giữ giới ấy. Còn nếu như một người không giữ giới, vì sự không giữ giới vị ấy đạt được nhiều lợi ích về tài sản, nhưng do tà kiến vị ấy không giữ giới, thì sau khi thân hoại mạng chung, vị ấy sẽ phải đi xuống các khổ cảnh do ác nghiệp mà người ấy đã tạo. Sư đưa ra một ví dụ: quý vị đi chung, mua chung một cái vé đò, vé xe đò, mà nếu như vì một lý do nào đó, quý vị biết rõ chuyến xe đò đó sẽ gặp nạn vào giờ đó, phút đó, tại địa điểm đó, nhưng mà mình nói không ai tin, người ta còn cười mình nữa. Thậm chí nếu mà quý vị, đó không phải là chuyến xe đò mà đó là chuyến máy bay, mà mình nói thậm chí mình còn bị bắt, bị bỏ tù do nó tưởng mình khủng bố. Thì cái việc mình cảnh báo người khác không nghe, nhưng mình biết rõ, biết chắc là chuyến đi đó sẽ gặp nạn thảm khốc. Như vậy quý vị có đi hay không? Mình đã cố cảnh báo rồi, người ta không nghe, thì mình đi xuống. Đâu ai dạy gì biết chuyến đi đó bị tai nạn mà mình còn đi lên. Và khi chuyến
xe đó tai nạn xảy ra, thì mình sẽ cảm thấy ôi thật là may mắn, mình vì lý do nào đó mình đã biết được chắc chắn chuyến đi đó bị tai nạn, mình đã thoát khỏi. Còn những người trong chuyến xe rất tiếc mình đã cảnh báo mà không ai tin. Thậm chí vì việc cảnh báo đó mà mình còn phải chịu nhiều sự tai hại. Việc chúng ta giữ giới cũng y như vậy. Chúng ta học Phật, biết rõ, biết chắc chắn việc phạm giới sẽ đưa đến khổ cảnh. Đây là điều chắc chắn, nó sẽ chờ đợi chúng ta. Mà chúng ta cảnh báo, không ai nghe, không ai tin, thì mình lo thân mình thôi. Mình giữ giới cho thân mình thôi. Mình đã báo cho mọi người biết rồi, nhưng họ không nghe. Thì đến khi những vị ấy cùng đi xuống địa ngục với nhau, khi đó đó, quý vị sanh về cõi trời, quý vị mới thấy ồ thật là may mắn, vì một lý do nào đó mình biết được chánh pháp, biết được việc giữ giới đem lại lợi ích, biết được việc phá giới đem lại hậu quả, mà mình đã không đi cùng chuyến đò với họ. Khi quý vị hiểu được như vậy, thì việc quý vị giữ giới mà chịu một vài những thiệt thòi, nó có đáng là bao. Cho nên ở đời, nếu như không thể nói sự thật thì hãy giữ im lặng, và thậm chí mình có thể sẽ chịu thiệt thòi, nhưng yên tâm. Đấy. Thì thời gian thì cũng tới rồi, vừa phải. Xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh. Mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý. Sau khi thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo.